Liên ngành Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân và Toán Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có thư kêu gọi nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh và động các đối tượng tấn công trụ sở của xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tu, huyện Cơ Cuin ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Nội dung thư kêu gọi thể hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam nghiêm trị đối với những người phạm tội ngoan cố, chống đối, nhưng cũng thật sự nhân đạo, khoan hồng đối với người phạm tội ra tự thú, đầu thú, ăn năn, hối cải cụ thể thực hiện theo chính sách hình sự có thể được xem xét cho tại ngoại miễn truy cứu trách nhiệm hình sự miễn giảm nhẹ hình phạt hoãn chấp hành án giảm án tha tù trước thời hạn đặc xá ngược lại nếu tiếp tục lẩn trốn hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vận động nhân dân tích cực phát hiện tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây ra